Trong những ngày này, cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn đang tập trung mọi lực lượng để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đã nhanh chóng vào cuộc một cách quyết liệt, triển khai các hoạt động đến các địa bàn cơ sở. Trong đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã kịp thời điều động đến hỗ trợ các địa bàn trọng yếu đang gặp khó khăn vì dịch bệnh như Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, Củ Chi. Tất cả ra quân với quyết tâm sớm mang lại sự bình yên cho người dân thành phố. Chúng tôi là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì cũng như là lực lượng cảnh sát trên toàn thành phố. Chúng tôi sẽ cố gắng là bám trụ, mong các nhân dân đồng bào thì cố gắng chung sức chung lòng dịch bệnh qua mau để toàn đất nước đi vào nhịp sống mới. Theo lệnh điều động của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có mặt tại Công an quận Bình Thạnh để nhận nhiệm vụ vào sáng ngày 31 tháng 8 vừa qua. Được biết, đây là đợt thứ hai chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy được tăng cường cho Công an các quận huyện chống dịch. Tất cả được tuyển chọn từ các cán bộ biên chế chính thức, trẻ, nhiệt huyết, có sức khỏe và tinh thần tự nguyện, xung kích, và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trước khi nhận nhiệm vụ về các phường trên địa bàn quận Bình Thạnh, cán bộ chiến sĩ được test nhanh COVID-19 để đảm bảo an toàn, không lây nhiễm khi tiếp xúc, hỗ trợ nhân dân. Ngoài nhiệm vụ phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn cho người dân trong khu phong tỏa, cán bộ chiến sĩ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ còn được phân công làm việc tại các trạm, chốt, khu phong tỏa, cách ly, đồng thời tham gia tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như các hành vi vi phạm khác trên địa bàn. Cũng tại đây, các anh đã bắt được nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ, lao thẳng xe máy vào người của các anh khi cố tình vượt chốt kiểm soát, bắt đối tượng cướp giật tài sản, đối tượng tàng trữ và sử dụng ma túy. Và trong nhiều trường hợp, các anh cũng đã trở thành những shipper tạm thời khi xuống từng khu phố, hộ dân để hỗ trợ nhân dân về nhu yếu phẩm. Cứ ở yên ở trong nhà còn chúng dịch nhé, đừng ra đường nhé. Hiện nay công tác chống dịch là một công việc rất là khó khăn và đầy thử thách. Chúng tôi vì sức trẻ của mình cũng muốn đem công sức nhỏ bé của mình để góp phần vào công tác chống dịch thành công. Bên cạnh đó, bản thân tôi thấy dịch bệnh kéo dài, các lực lượng y bác sĩ, lực lượng cơ sở đã tham gia công tác chống dịch trong thời gian qua rất mệt mỏi. Nên chúng tôi cũng muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình để tham gia chống dịch, chung tay cùng các lực lượng khác để chống dịch được hiệu quả hơn. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tăng cường hơn 100 cán bộ cảnh sát về 4 quận huyện, thành phố Thủ Đức, quận 6, huyện Nhà Bè, trại tạm giam Chí Hòa để hỗ trợ công an địa phương phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ nhân dân về nhu yếu phẩm và tham gia xây dựng các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố. Tất cả những công việc trên nhằm mục đích chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn cho nhân dân và các lực lượng tham gia chống dịch. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an cả nước tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã có hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ bị nhiễm COVID-19, 10 chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Vất vả, hiểm nguy là thế, nhưng khi có lệnh điều động hỗ trợ tăng cường lực lượng cho công tác đảm bảo chống dịch COVID-19, nhiều cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xung phong đăng ký tham gia lên đường hỗ trợ cho các địa phương. Điều này đã thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Đi bất cứ nơi đâu,
làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.